nhiều. Mà mình quay lướt cho mọi người những cái con mà mới mới về nó Rất là lạ đấy. nhiều winner ad đủ màu cho anh chị em lựa chọn. Anh chị em nào mà có nhu cầu thì cứ ghé cửa hàng mình nhé, mình sẽ đến mình sẽ bớt cho nhé. Giá xe thì có niêm yết hết, các bạn cứ yên tâm về cái giá cả và chất lượng. Hello, xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ nha các bạn. Thì trong video này mình với anh Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người những con Ad, Winner rồi tay ga. Nói chung là giới thiệu nhị cho mấy anh chị một vài con thôi, mới mới đó. Ok, nói chung là xe mới về cũng liên tục đó. Dạ. Ad 150 Winner thì cũng rất là nhiều, mới kinh đó, màu có đủ màu luôn anh chị em nhé. Nói chung là cái dòng mà cái mẫu mới này này, cái mẫu đèn led đó, nó có giá là sẽ là giá là 34 triệu mấy trăm. Ví dụ như con này 369 này, giảm 1 triệu 9 này. À, con này giảm 1 triệu 9 luôn hả? Ừ, rồi báo giá con này luôn. Con này là 29 triệu 9. Cái này là mẫu cũ nhá. Các bạn nhé. Con này mẫu cũ 29 triệu 9 giảm 1 triệu. Giảm 1 triệu. 28. Còn con này 369 giảm 1 triệu nhé. Con này là bao hồ sơ. Hồ sơ thì cầm tay đấy. Ý là các bạn là cầm bao nhiêu hồ ngàn sơ về. Đi bao nhiêu ngàn? Con này chạy 4.000 kia. Báo vài con đó, vài con mới mới mình cập nhật cho mọi người. Đó, ở đâu cũng có dịch vụ trả góp, chỉ cần chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe là có xe nha các bạn. Con này 36 triệu 9, con này bớt 1 triệu 9 anh em nhé. À, con này bớt 1 triệu 9 luôn. 1 triệu 9 luôn nhé. Hết bình. Đó, mẫu màu đen nhám. Màu đen nhám. Là còn có 34 triệu thôi nhé. Con này 36 triệu 500 mà bớt 1 triệu rưỡi nhé. Còn 35 triệu nhé. À, con này bớt 1 triệu rưỡi luôn. Cam đen còn một con các bạn. Cam đen còn một con. Để mình vào mình test mấy con rồi kỹ quay kỹ cho mọi người. Đây. Còn sẵn tiện con Winner nữa. Mới kinh, báo luôn anh em luôn, mới kinh này, 34 triệu 9 mà giảm 1 triệu 9 nhá, còn 33 triệu nhá. À, 33 triệu. Rồi, con Winner X này các bạn. Winner X 35 triệu 900. 29 CBS. Anh em nhìn ạ. Ở đó mấy ngàn cây à? 6.000. Máy bao chất bao đẹp cho anh em luôn. Ở đây là cũng mới kinh luôn. Rồi sẵn tiện mình quay luôn mới kinh này. Mới kinh, quay kỹ kỹ cho mọi người này. Con này 34 triệu 9 bớt 900 nhá. Cái này là cũng mới nhập đội rồi. Mới nhập đội. Ừ, yếu bình. Đấy xanh. Rồi ok thì hôm nay nói chung là nó cũng cúp điện nữa. 28. Xe mới về thì nó để trong kho lâu ngày thì thường thường là nó hay bị hết bình các bạn ạ. Các bạn thông cảm nhé. Cái thứ hai nữa là hôm nay là bị mất điện, cúp điện. Đó, con này 34 triệu 9 mà giảm 900, còn 34 triệu. Rồi, mới kinh. Thế là lô mới kinh này cũng khá nhiều. Mới kinh con này chạy 12.000. Con này mới về luôn à? Cũng mới về luôn. Con này biển số Long An có chống trộm nhưng chảo nhỉ. Cái này thì xem này. Đây có hình như có đề từ xa luôn á. Ừ. Hết bình rồi. À, chưa mở mở được trong trộm à. Mà. Ủa, kìa. Chưa mở được cái gì đó. Đó, đó các bạn. Trong trộm rất là chắc. Bóng led sáng trưng. Bóng led sáng. Ô, đổ đèn trời sáng nữa các bạn. Con này 28, 35 triệu 9 mà bớt 900. Còn lại là 35 triệu. 35 triệu. Ngoài ra thì
Đây là Winner, Winner đen nhám. Winner đen nhám, Winner trắng đỏ. Trắng đỏ. Đen nhám 25.900.000 mà bớt 1 triệu còn 24.900.000 này, màu đỏ này nhá các bạn nhá. Rất là ok. Rồi đây là con này con đen nhám duy nhất, còn một con đen nhám nhé. Đó, các bạn nhìn đây, còn một con đen nhám máy thì thầm nhá. Con này là đi 3.000 không, đi hai mấy 30.000 rồi đấy. Đi cũng hơi nhiều, giá 30 triệu bớt 1 triệu còn 29. Rồi màu nguyên cái dòng đó thì đỏ, màu đỏ đỏ nhám, đỏ xanh nhám và đỏ đen nhám. Toàn là phiên bản đặc biệt các bạn nhé. Dạ. Các bạn nếu mà để ý một tí là cái dòng này ngày xưa mà đi mua mới là nó cao hơn những màu đỏ thông thường. Và trong kia có mấy con nữa màu cũng đặc biệt, rất là đặc biệt. Đấy, màu xanh đá này. Màu xi măng đấy. Thấy màu tem sơn 3D đẹp này, quay cho mọi người này. Tem sơn 3D, màu xi măng. Đấy. Con này là 218. Biển số 67 nha mọi người. Bô này lên cái bô Sonic. Bô Sonic. Giá con này 28.900.000 mà giảm 1 triệu còn 27.900.000 thôi mọi người. Con này 27. Số 62. Giá là 25.000. Đó. Con này con màu màu này là hơi lạ này quý vị và các bạn. Màu xi măng, nên màu xi măng. 29 luôn. 29.900.000 bớt 900 nha các bạn. Đó, biển số 22. Ở đây rút hồ sơ sang tên bình thường này mọi người yên tâm ha. Đó. Đầy đủ chức năng nhá. Xe ok. Đó, rồi. Chạy có 6.000 cây. Ở miền Rider Sachio có đủ nha các bạn. Sachio thì hiện tại còn 3 con. Rider thì còn con. Thì con Rider này 29 này, biển số 60 này. Thì 40.900.000. Còn Sachio thì hiện tại có đủ nha. Nhưng mà mình quay một con đen nhám này thôi. 29 biển số 86 mà kỹ 38.900.000 bớt 1 triệu các bạn. Còn 37 triệu mới nữa. Đó. Thôi, tay ga thì quay cho mọi người luôn. Tay ga Vision. Rồi là Nô 6. Rồi, sẵn tiện có con Vision, có anh em cũng hay hỏi. Vision màu đỏ giá chỉ có con này đời 2018, giá 23.900.000. 23.900.000. Đề không di tiếng luôn. Máy rất êm. Máy thì thầm. Điện số 66 nha các bạn. Điện số 66. Rồi. 23.900.000 bớt 900 còn 23. Tiếp theo đây là giới thiệu đến Novo 6. Novo 6 hiện tại còn 3 chiếc. Đấy các bạn thấy không? Rất là đẹp. Mà giá là chỉ có 16.900.000 thôi nhé. Đồng giá luôn anh. Đồng giá hết. Đồng giá 16.900.000 mà giảm 1 triệu còn 15.900.000 à. Ok. Đó Novo 6 mà giảm 1 triệu còn 15.900.000 các bạn. Đó. Sáng mình thấy trên kênh có anh em hỏi Janut còn con này giảm 1.900.000 này. Còn có 17 triệu thôi các bạn. 17 triệu cho em Janus này. 2018 còn 17 triệu thôi. Đó, Janus 17 triệu giảm xong, giảm 1.900.000 mà. Giảm 1.900.000 luôn, còn có 17 triệu, 18 triệu 9. Thì ở đây cũng hỗ trợ ship xe nha các bạn. Nên mọi người xem thì muốn ship về đâu thì các bạn cứ alo theo số điện thoại là 0932 466 cuối cùng là số 1 hoặc 0923 71 và tới quý 8 nha các bạn. Địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Di An, Bình Dương. 5 Lý Thường Kiệt. Rồi tiện đây cũng giới thiệu với các bạn là một con này là con S cuối 2017 2018 lên được cái cặp phuộc trước bô độ. Bô thì lên được cái bô nổ gì như Z1000. Số 67 mà giá là 27.900.000 thôi, bớt 900 còn 27.
Đó, Noza vẫn còn này các bạn. Noza 212. Noza 212. 12 triệu 9 mà 12. Bớt 1 triệu còn lại 11 triệu 11 triệu 9 thôi. Giá rất là rẻ, cực kỳ là rẻ. Đó. AB này AB thì có bao nhiêu? 27 triệu 9 thôi. À 27 triệu 9. Bớt 900. Dạ. AB đầu bò là 15 triệu 7 bớt 1 triệu còn 14 triệu 7. Dạ. Đó thì mình lướt lướt vậy thôi. Còn ví dụ như ẹt đen nhám ở ngoài đó vẫn còn nè. Lô xe rất là nhiều. Mà mình quay lướt cho mọi người những cái con mà mới về nó rất là nhiều đấy. Winner ad đủ màu cho anh chị em lựa chọn. Anh chị em nào mà có nhu cầu thì cứ ghé cửa hàng mình nhé, mình sẽ đến mình sẽ bớt cho nhé. Giá xe thì có niêm yết hết, các bạn cứ yên tâm về cái giá cả và chất lượng. Đó, tem sơn, rồi, tem sơn, trùm, tem trùm, tem loại gì có cả. Đó, các bạn nhìn lên con này nó lên hơi bị nhiều đèn nên là bình hơi yếu nhá, bình hơi yếu thôi. Mấy con này rất là chắc luôn. Máy lên gấp gấp chân gấp bánh chân mô tô bánh lớn mô tô bánh lớn này. Đó, cặp đen nhám này các bạn, đen nhám, đen nhám đây, test cặp đen nhám này cho các bạn nhé. Ok các bạn nhé. Sau cái đó thì những cái dòng mà S150, cái dòng mà nói chung là cái siêu rẻ, giá gọi là cực tốt cho anh em luôn, là chỉ có 25 triệu 900. Như vậy là S có 25 triệu 9 là có xe là rồi, có các xe bạn. Rồi đó, 25 triệu 9 mà được tặng nhớt, tặng bảo hiểm. Trừ ngược lại thì hai món đó thì cũng hết đâu, khoảng độ 200 nữa là còn có khoảng độ 25 triệu 700. Đấy là giá trị thực. Đó thì anh em nào đến vui vui tính mình sẽ bớt thêm cho 200 tiền nước, tiền cà phê nữa thì là còn có bao nhiêu, 25 triệu 500 là các bạn đã sở hữu được S 150. Giá okay. Rất rẻ đây thì có gì mình lướt sơ cho mọi người thôi. Có gì quý chị và các bạn nào mua thì đến địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang Bình Dương. Số điện thoại là 0932 466, cuối cùng là số 1 đó các bạn. Nó xe thì về liên tục và hỗ trợ là gấp luôn. Xin chào quý chị và các bạn nhé. Chào nha.